Xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chuyện Cảnh Giác. Chương trình được phát sóng vào lúc 16:30 phút thứ bảy và chủ nhật tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Quý vị thân mến, một trong những chiêu trò của bọn lừa đảo là lợi dụng mối quan hệ thân quen. Vì khi thân quen thì chúng ta ít đề phòng hơn, ít để tâm hơn. Nhờ đó mà bọn chúng dễ dàng trót lọt hành vi của mình hơn, đúng không quý vị? Câu chuyện chúng tôi tái hiện dưới đây cũng là từ những mối quan hệ thân quen như thế. Hãy xem cùng với Nguyên Khang để tìm ra bài học cho chính mình. Vợ chồng tôi lấy nhau được hơn 10 năm nay, có hai mặt con, một cháu năm nay 9 tuổi, một cháu là 5 tuổi. Chồng tôi ảnh vốn là người chu đáo và thương vợ con. Thật sự thì tôi chưa từng nghĩ tới cái việc mà ảnh có người phụ nữ khác, cho tới khi một người bạn quen từ thời đại học liên lạc với tôi qua mạng xã hội. Alo, tôi nghe nè bà. Alo, bà nói sao? Chồng tôi có bồ nhí hả? Bà có bằng chứng gì không? Có hình ảnh gì của ảnh với con bồ ảnh không? Đương nhiên rồi, phải có bằng chứng chứ. Không có hả? Là chết luôn á. Hèn chi hả? Cả tuần nay á, ổng gây lộn với tôi, ổng cứ đi sớm về trễ không à. Tôi kể cho bà nghe, cái con nhỏ này nó đẹp lắm. Chân nó dài mà da nó trắng nữa. Hình như là nó 19 tuổi đó bà. Lúc đó tôi cũng khá tin, vì gần đây chồng tôi có biểu hiện khác thường lắm, đi sớm về khuya, rồi còn hay đi công tác xa nhà nữa. Bà có nghe không? Trời, tôi đang tức đây nè. Thôi được rồi, ngày mai bà rảnh không? Rảnh? Ngày mai tới đi, tôi cho xem hình, rồi tôi chắc bà đi bắt tại trận luôn. Được, ngày mai bà nhắn địa chỉ đi, tôi tới liền. Rồi rồi, vậy nha. Ừ. Thì qua hôm sau, tôi có đến quán cà phê mà cô ta cho địa chỉ. Tôi thì nôn nóng muốn biết chồng mình đi với ai, làm gì. Có bằng chứng vật chứng thì chồng tôi mới không chối được. Nhưng cô ta thì nét mặt bình thản lắm. Tôi nghe bà nói vậy hả, tôi tức lắm, tôi nôn lắm. Tôi muốn bắt được con nhỏ đó, tôi quýnh nó mới được á. Dám ngoại tình với chồng tôi. Tôi nước cam bà uống gì? Cho hai ly cam đi anh ơi. Kể cho tôi nghe đi. Tôi nói bà từ từ, bà cứ nôn nóng cái chuyện này hoài à. Cảm ơn em. Hiện đâu còn có đó chứ. Uống nước đi rồi tôi kể cho bà nghe. Rồi chồng tôi ngoại tình với ai? Ai bắt được? Có hình ảnh gì không cho tôi coi đi. Thôi được rồi, tôi kể cho bà nghe. Hôm bữa con Nhung á, nó thấy được chồng bà đi với con nhỏ khác, thì nó có gửi hình qua cho tôi nè. Đâu đâu, lấy cho tôi coi đi. Con Nhung nó gặp chồng tôi đi với con nhỏ khác ở đâu? Chết rồi bà ơi, điện thoại tôi hết pin rồi. Nè nè, bà lấy điện thoại tôi, bà đăng nhập đi cho tôi coi hình đi. Tôi có điện thoại bà ơi. Alo. Ờ tôi nghe nè Nhung. Tôi đang ngồi uống nước với lại bà Thi nè. Bà tới chưa? Rồi tôi biết rồi. Bà đợi tôi một chút nha. Đó thấy chưa? Tôi mới nói lặng Nhung điện thoại tôi liền thấy không? Ừ, bà kêu nó tới liền đi. Đầu đuôi câu chuyện như thế nào kể cho tôi nghe. Bây giờ á là vấn đề nó đang ở bến xe, mà tôi á thì không có xe ở đây. Nó kêu tôi ra đón nó nè. Bà có đi xe không? Cho tôi mượn đi, tôi chạy ra đón nó. Nhung cũng là một người bạn chung của hai vợ chồng tôi, thì ngày xưa cũng biết nhau và cũng có mời đi đám cưới tôi nữa, nên Nhung cũng có bí mật của chồng tôi. Khi tôi đề nghị đi chở Nhung tới thì cô ta không chịu, để cô ta đi cho nhanh. Lúc đó tôi hoang mang, không biết thực hư chồng mình có ngoại tình hay không. Cả đêm lo lắng mất ngủ nên đầu óc thiếu tỉnh táo.
phần chủ quan nghĩ cô ta lẫn người bạn tên Nhung kia đều là bạn nên không nghĩ là mình đang rơi vào cạm bẫy của cô ta. Nè, đi lẹ lẹ nha. Ừ, để tôi đi đón nó cho. 10 phút quay lại liền nha. Đi lẹ lẹ nha. Ừ. Bà uống nước đi nha bà. Cảm ơn quý khách đã gọi đến mạng Mobifone. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Tôi ngồi chờ hoài vẫn không thấy cô ta quay lại. Tôi gọi điện thoại thì đã khóa máy. Tôi định gọi cho Nhung nhưng lâu quá rồi cũng không có lưu số. Chết rồi. Nó đi lâu quá chưa về nữa. Có khi nào nó... Chắc là nó lừa mình rồi. Tôi liền lên mạng xã hội để cố gắng liên lạc với cô ta thì tài khoản đã khóa. Tôi nhắn tin Facebook cho Nhung thì Nhung nói không hề hay biết gì về việc này. Đến lúc này thì tôi mới biết là mình đã bị lừa. Sau khi sự việc đáng tiếc xảy ra, sau chuỗi lại sự việc, nạn nhân cho rằng vì mình có lên mạng xã hội trút bầu tâm sự khi hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, nên đã tạo điều kiện cho nữ lừa đảo có cơ hội giăng bẫy. Vậy nên mong quý vị hãy cẩn thận với việc chia sẻ thông tin cá nhân, đời tư của mình lên mạng xã hội, vì có thể kẻ gian sẽ nắm bắt được điểm yếu mà lên kế hoạch chiếm đoạt tài sản. Quý vị thân mến, lại thêm một cú lừa ngoạn mục khi mà người trong cuộc đều quen biết nhau từ trước. Vì là bạn nên không chút một nghi ngờ, không chút đề phòng, để rồi nạn nhân đã dễ dàng trao hết tài sản cho kẻ lừa đảo. Và không chỉ dừng lại ở một vụ, nữ quái trong câu chuyện này đã lừa đảo trót lọt rất nhiều những vụ khác, chiếm đoạt số tài sản lớn của rất nhiều người với đủ các chiêu thức. Cũng từ vụ việc này, Nguyên Khang cũng hy vọng rằng mỗi chúng ta hãy tỉnh táo, luôn kiểm chứng thông tin thật giả trước khi mà chúng ta giao tài sản của mình cho người khác. Dù là thân quen cũng cần cảnh giác để tránh những hậu quả đáng tiếc thưa quý vị.